Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đến với kênh của Chiến Âm Thanh Bãi Bình Định nha. Sau đây là video để test hai sản phẩm là bộ combo Đờ Nông và Đờ Nông S10 2 La Mã. Có công suất cực khỏe là đánh 16 sò, anh là chuyên đánh những dòng đo cây và những dòng đo châu Âu rất là hay. Và bộ này là em ghép để mà gửi cho anh Lê Văn Thậm ở Hải Dương để về đánh với cặp Lobo. Bộ này đánh Lobo thì hết ý nha nè, đặc biệt nghe nhạc rất là hay. Và anh em ghép vang hát karaoke thì khỏi bàn vì công suất con này nó rất là khỏe nha. Nhưng dòng S10 hay là mã rất khỏe và tiếng rất là hay. Nó là dòng high-end đời mới nên anh em chơi rất là yên tâm, đánh 16 sò, công suất cực kỳ khỏe. Những dòng mà đời 2000 hay là 4 la mã SE là đều đánh có 4 sò thôi anh em. Khi mà những dòng mà S10, dòng S10 thì dòng rất là cao cấp rồi, hết số rồi. Dòng S là dòng đánh tới 16 sò nha. Và đặc biệt là con 2 la mã là nó nặng nhất trong các con 3 la mã, 3 la mã limited là nó nhị hơn nha anh em. Tại vì nó chạy một nguồn tăng phô, còn con 2 la mã là đánh hai tăng phô riêng biệt nha. Nên nó rất, nó là 30 kg, còn cái con ghe tầm hai mấy ký thôi. Rồi, em gửi cho anh Thậm ở Hải Dương. Bộ này thì hát karaoke và nghe nhạc tuyệt vời luôn. Thậm ơn em thấm âm nha. Xin chào anh em nha, hẹn anh em mới video kế tiếp nha.